10 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ. Kính thưa quý vị, đương nhiên là chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần hoặc gặp khó khăn. Thế nhưng, có những mẫu người hoàn toàn không xứng đáng được đối xử như vậy. Làm việc tốt cũng phải nhìn nhận xem ai là người nên và không nên được nhận sự giúp đỡ. Không nên phung phí lòng tốt với những kiểu người dưới đây. Người vô ơn. Họ chỉ quen đòi hỏi mà quên mất việc mình đang nhận sự giúp đỡ từ người khác. Đối với họ, việc bạn giúp đỡ là điều đương nhiên họ được nhận. Thay vì cảm thấy biết ơn, họ sẽ tỏ thái độ khó chịu và trách móc bạn ngừng giúp đỡ dù chỉ một lần. Chỉ thế thôi cũng đủ để người vô ơn trách bạn thấy khó không cứng. Với họ, sự tử tế của bạn chính là một viên kẹo, ăn rồi sẽ chẳng còn nữa. Còn những chỗ thiếu sót của bạn là hạt mầm, mọc rễ, đâm chồi rất nhanh. Những người này chỉ tìm tới bạn khi cần sự giúp đỡ, nhưng lại luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt và quên sạch những gì bạn đã giúp họ. Người trở mặt. Có những người luôn tỏ ra yếu đuối, đáng thương để nhận được sự giúp đỡ, nhưng sau khi nhận được lợi ích thì trở mặt. Vậy nên tốt nhất bạn hãy tiết kiệm lòng tốt của mình với những kiểu người như vậy. Người thất tín, khoác lác. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Những người này khi nhận được sự giúp đỡ sẽ hứa non hẹn biển để lấy được lòng tin từ bạn. Nhưng hứa là một chuyện, còn làm thì họ tính sau. Kẻ cướp công. Trong một tập thể luôn cần có sự giúp đỡ nhau để mà hoàn thành tốt công việc. Nhưng có những người lại lợi dụng sự giúp đỡ đó để nhận kết quả về cho mình. Kẻ chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân và ích kỷ như vậy thật không đáng được giúp đỡ. Kẻ bất chấp vì tiền. Có rất nhiều người chơi với bạn chỉ vì bạn có tiền. Mục đích của họ khi làm bất cứ việc gì cũng là tiền. Để đạt được mục đích, họ sẵn sàng đổi trắng thay đen cũng như phản bội. Bất kể là nặng hay nhẹ, bạn cũng có thể trở thành nạn nhân của những người như thế. Hãy tìm hiểu và dành sự giúp đỡ tiền bạc cho đúng người để tránh rước họa vào thân. Kẻ hay nói xấu. Để có được sự thương hại, đồng cảm và giúp đỡ từ bạn, những người này thường tìm cách nói xấu, hạ thấp người khác. Bạn đừng giúp những người ích kỷ và xấu xa như vậy. Người ỷ lại, đòi hỏi vô độ. Những người này chỉ thích dựa dẫm, sống bám vào người khác, nhưng dường như với họ, nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ cũng là không đủ. Càng được giúp, họ càng ỷ lại, không thể phát triển được. Nếu giúp họ, bạn khiến những người khác mất cơ hội và còn khiến họ tệ hơn. Người chê việc nhỏ nhưng không thể làm lớn. Việc nhỏ không làm, chỉ chờ làm việc lớn là lý lẽ của những người lười biếng, khôn lỏi. Ước mơ thì lớn nhưng không làm gì để hiện thực hóa. Bản thân không tự bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Họ chỉ chờ trực người khác làm xong phần đầu để mình tiếp tục và nhận lấy kết quả cuối cùng. Bạn không nên giúp đỡ những người như vậy bởi họ chỉ muốn lợi dụng bạn làm thay mặt thôi. Sáu kiểu người sớm muộn cũng sẽ bị xã hội đào thải. Kính thưa quý vị, những mẫu người dưới đây rất khó trở nên giàu có vì những nét tính cách của họ cản trở họ biến khả năng thành hiện thực và đi tới thành công. Dù hiện tại bạn có dư giả về mặt tài chính và đang eo hẹp về tiền lương, thì chỉ cần có những tính cách dưới đây, không sớm thì muộn, bạn cũng nghèo khó hơn mà thôi. Không chịu học hỏi. Lenin từng nói, học, học nữa, học mãi. Câu nói này không chỉ áp dụng cho những học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, mà dành cho tất cả mọi người, những người đang đi làm hay thậm chí là tỷ phú. Mỗi người đều có 24 tiếng một ngày. Sử dụng như thế nào cho hiệu quả thì không phải ai cũng giống nhau.
Nếu bạn đã là người đi làm, nhưng ngoài 8 tiếng ngồi trên bàn máy tính và làm việc mà không học hỏi, trau dồi thêm cho bản thân những kinh nghiệm khác, chắc hẳn trong tương lai bạn sẽ bị đào thải. Xã hội ngày càng phát triển và hiện đại, những người ưu tú hơn bạn vẫn đang cố gắng từng phút từng giây. Tại sao bạn có thể dừng lại việc học tập của chính mình? Người hài lòng với cuộc sống hiện tại sẽ không bao giờ giàu có, thậm chí là thụt lùi về đằng sau. Không biết hợp tác. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Đã qua rồi cái thời đơn phương độc mã chiến đấu, chỉ dựa vào năng lực của bản thân mình. Khi có những đoàn đội giỏi, bạn mới có thị trường. Trong làm ăn kinh doanh, 1 cộng 1 chưa chắc đã bằng 2, có thể là 11, 20 hay thậm chí là âm. Dễ bị tổn thương. Người dễ bị tổn thương sẽ không làm được việc lớn. Họ dễ rơi vào bế tắc hay trầm mặc chỉ vì một câu nói bâng quơ, một cách nhìn không thiện cảm từ người đối diện, để rồi không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn làm tổn thương người khác. Muốn thành công, bạn bắt buộc phải mạnh mẽ, buông bỏ những điều không đáng. Không biết chừa cho mình đường lui. Ổn định không phải là một quy trình lặp đi lặp lại công việc hàng ngày. Đây là điều rất nguy hiểm. Không có nguy cơ chính là nguy cơ lớn nhất. Và một khi hài lòng với hiện tại thì đó sẽ là cái hố sâu chôn chính bạn. Sống ở đời cần phải biết chủ động tạo cho mình một đường lui. Đừng đợi đến khi thất thế mới loay hoay tìm lối đi. Tầm nhìn hạn hẹp. Nếu chỉ quan tâm tới cái lợi trước mắt, bà sẽ đánh mất tương lai. Nếu chỉ quan tâm tới những khoản tiền nhỏ, bà sẽ mất đi những khoản tiền lớn. Không có bài học nào không trả giá bằng tiền bạc, kinh nghiệm, công sức và nước mắt. Đừng tính toán so đo quá nhiều. Tuổi trẻ là cần trải nghiệm. EQ thấp. Nếu sở hữu EQ cao, bà sẽ tìm được công việc tốt. EQ cao sẽ đem lại tương lai. Còn AQ, tức chỉ số vượt khó mà cao, sẽ khắc phục được nghịch cảnh. Trên thế giới có tới 80% dân số không dám làm việc lớn, gặp khó khăn là trốn tránh. Có 15% dân số thành công vì kiên cường khắc phục khó khăn. Và chỉ có 5% tự đi tìm khó khăn. Hầu như họ đều trở thành nhân vật hàng đầu. Thank you.